Thì game sport Đánh nếu mà đánh bình thường đánh đánh dưa cắt highlight gì ấy cũng được mà đạt highlight trên bảng ok nha mọi người. Cắt Mọi người hãy tô highlight màu dưa cho mình toàn nha. toàn là con dây ấy thôi, toàn là một quan thôi, một chỗ quen cái đấy con thôi. giết đấy à? Con dây dây còn còn hai dạng, một dạng búa là Ok mọi người. nói chung là bởi vì mít thì mới có highlight thôi. Ok nha. Ok. Tắm đây hả? Ủa từng tắm dưới nhà. Sao mà không không mang quần áo lên đây? Ô con này ở đảo nào vậy anh Đức? Cái con này này. Hoa chị bình thường thôi có gì đâu không anh chơi đâu game đi em đang hỏi anh Đức cơ đây cơ con này đảo nào vậy anh Đức có hoa em có nhìn thấy con này bao giờ đâu à cái hôm anh bảo ấy hả tự nhưng mắt mà con này mắt con này nhấp nháy con này của anh yếu xìu đâu yếu đâu mà yếu nhưng mà anh mà nào đưa anh vào anh được xem nữa đâu mày lấy được bán bao nhiêu mày bao nhiêu không biết anh xin tu map mày bao nhiêu ủa anh Đức anh chưa tắm à sao sao anh không đi chưa tắm tắm đâu thế vừa xong thường Vinh nó tắm đâu thì tắm xong từ lúc 9 giờ mà có nước không bây giờ là chín có rưỡi mà tắm nước nóng không đâu mày bao nhiêu quên cái rep con này ở đây chị hỏi với sao giờ ui mẹ đồng thế đồng nhé đồng mấy bà đấy ok mọi người đàn mà 24 anh ơi đâu có mình đâu còn mấy thằng nữa là mình có con ồ đây thằng thằng mình cũng giải đâu từ bà bên kia vắt sang đây mà đâu ô cái thằng toàn mấy thằng đi ăn với nhau chắc là nó không mời nhiều chắc nghĩ chắc cũng nghĩ không cho anh mời nhiều nhưng mà ít ít người đi á hả bảo sao nó buồn hôm nay mình không đi trước nó buồn mà trước cũng mời nhiều mà không ai đi sinh nhật nó chả buồn nay em hỏi anh có đi không anh cứ im 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 xong rồi anh Đức quay ra đặt cơm luôn amen đi từ đầu rồi cơm để cho tôi anh nó đỡ buồn anh nhá em ấy không phải em không muốn ăn thật lúc đấy không muốn ăn thật nhưng mà căn bản là lúc đấy em hỏi Thịnh có đi không tại vì đi thì không phải là tiền của em mà là tiền của Thịnh em hiểu không em dùng tiền đứng Thịnh nhiều em ngại vãi ra nên em mới hỏi nó là nó có thực sự muốn đi không bởi vì người trả tiền là nó chứ không phải là em không anh đánh cái con này cơ mà anh đánh con ba đầu cơ mà xanh đánh con này mà anh chơi bẩn vậy xanh chơi bẩn vậy gì nó hút được một con nó bỏ luôn mà anh có mấy cái con lá đi thì chạy sao con kia chạy nhanh vậy chạy được không chạy nó mãi mất sao hồi trước anh qua được bàn này vậy anh Đức thế sao anh bảo móc cuối dễ mà sao hồi trước anh qua được bàn này vậy đây giờ có hai cái có hai cây này không trước cơ trước anh qua được bàn này vậy sao như kiểu ấy kiểu trong mặt trời không là một cái cây bắn 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 đây đây là là đơn giản mà đây là bức có tranh của năm mình nha.
Đấy là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả vào cuối video nha. Nhưng mà chơi theo cái ba đầu này của anh, bàn này của anh thua anh Đức. Em thử nha. Có thể dùng mặt trời à anh Đức? Ok, mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Ok nha. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Ô tê chịu ơi. Ok, mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Ok. Ừ. Ê, vừa chơi xong rồi thắng rồi. 25. Ok nha mọi người. Rồi. Ô cái gì đây? Đây là cái gì anh Đức? À mình phải chống lại ạ. À. Không chơi cái này đâu. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ô giật cả mình. Cái gì này? Đứng. Nó. Đẩy lại mà. Đấy. Đừng đưa đẩy vào.
Ok mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nha. Ok mọi người. Mình sẽ tô hết bao như thế này nha. Yo, winner. Yo. Em xong rồi anh. Xin chào. Thằng này nó còn đi cởi trần đi mua đồ được mà anh. Thằng Thịnh á. Anh Đức, anh là người chuyển giới đúng không? Tại sao anh lại ngại? Ngại cởi trần ra ngoài. Bên trong lắm trái lọ chứ, không biết lọ nào lọ dầu xả, lọ nào dầu 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 khối. Dầu gội là rechoice, dầu xả là pentin. Sữa tắm nó có hai loại, một loại có hạt, một loại không hạt. Dùng sữa tắm của anh sắc thì thơm hơn. Mấy lần tôi cũng tắm trộm phải ngoài ít. Nhưng mà không được dùng bông tắm nha má. Không ai được dùng. Bông tắm của tôi không được dùng nha. Nó Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người ai có dùng thể tham đâu khảo thêm bức tranh của mình để tô nha. Thật á? Sao anh biết? Đây nha mọi người, và bây giờ mình em sẽ cảm hướng dẫn ơn mọi gì người tô đấy màu nha. Bye bye.